Các bạn có tin một chiếc xe lăn có thể gây ra hàng loạt những vụ án chết người bí ẩn không? Mỗi khi chiếc xe lăn ấy xuất hiện là lập tức có thêm một người chết. Để biết nội dung tập phim ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Tương truyền rằng dưới cuối hành lang tại ngôi trường này có một bệnh xá bỏ hoang. Nghe đâu nếu ai ngồi lên chiếc xe lăn trong phòng đó và quay lưng về phía cửa thì hồn ma y tá trường sẽ xuất hiện. Hồn ma y tá này giống như ông Bụt ban cho người ngồi trên xe lăn một điều ước, và dĩ nhiên hồn ma lúc đó sẽ giữ chữ tín biến điều ước ấy trở thành sự thật. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bộ ba học sinh gồm có A cùng Min và Bom chuyên bắt nạt một cậu bạn tên Con và lôi cậu ấy vào trong trạm xá. Từ lúc Con bị bắt ngồi vào chiếc xe lăn thì những chuyện kỳ lạ liên tục xuất hiện. Câu chuyện bắt đầu bởi vì Con là một thủ khoa của trường, việc học giỏi khiến cậu luôn bị bạn bè ganh tị và bắt nạt. Trong số đó điển hình nhất là bộ ba học sinh tên A cùng Min và Bom, ngày nào họ cũng hù nhau ép cậu phải làm giúp bài tập về nhà. Ban đầu thì Con cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng được đằng chân thì lân đằng đầu. Chuyện diễn ra từ ngày này qua tháng nọ khiến Con không thể chịu được nữa. Cậu phản kháng quyết liệt nhưng vì chỉ có một mình nên lại bị họ hùa vào đánh hội đồng. Cả cặp sách cũng bị ném vào vũng nước ướt sũng. Nhìn thấy sự khổ sở của Con, không một ai thương cảm mà còn dửng dưng khiêu khích đáng đời lắm. Đến giờ nghỉ trưa thay vì được yên ổn ăn cơm thì Con lại bị họ cho ăn đòn. Bởi vì ngày hôm qua Con không chịu giúp họ chép đáp án bài tập về nhà. Sáng hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi giữa kỳ để đánh giá học lực của các học sinh. Vậy là họ đã nghĩ ra cách hành hạ mới để khiến Con ngoan ngoãn vâng lời hơn. Cả ba người cùng nhau lôi Con đến một nơi rùng rợn nhất của trường học, đó chính là trạm xá bị dính lời nguyền vốn đã bỏ hoang khá lâu. Bên ngoài người ta còn cẩn thận treo cả biển báo nguy hiểm cấm vào, nhưng bọn trẻ con này lại không biết trời cao đất rộng là gì, cứ thế xông vào trong và lôi theo Con đến. Tại đây A thể hiện mình là người cầm đầu nhóm nên ra vẻ leo lên xe lăn ngồi. Thấy vậy Min lập tức nhắc cho cậu ấy nhớ về lời nguyền đáng sợ trên chiếc xe lăn đó. Nếu ai ngồi vào xe lăn thì hồn ma nữ y tá sẽ xuất hiện và người đó được ban cho một đặc ân là ước một điều ước. A sợ bắn người lập tức nhảy khỏi chiếc xe sau đó lại ép Con lên ngồi để chắc rằng cậu ta không thể chạy trốn. Họ còn độc ác đến nỗi lấy dây trói Con lại. Mục đích của họ là muốn Con ngồi đây đợi hồn ma đến và nhờ nó ban cho điều ước giúp cả đám vượt qua kỳ thi lần này. Sợ trễ giờ thi nên bộ ba bắt nạt quay lại lớp học trước. Nào ngờ thầy giáo đi ngang qua nhìn thấy họ đang vẽ bậy nên đứng lại mắng cho một tràng. Nếu các em tiếp tục bắt nạt Con thì tôi sẽ mời phụ huynh các em vào nói chuyện. Không những vậy thầy còn dọa sẽ cho họ ở lại lớp nếu như điểm thi không đạt tiêu chuẩn. Đứa nào nghe xong cũng sợ đái ra máu. Đứa thì được bố mẹ hứa thi xong sẽ mua cho xe hơi. Đứa thì sợ nếu thi rớt bị bố đánh đến chết. Vậy nên trước khi buổi thi bắt đầu cả bọn sốt ruột đứng ngồi không yên. Không biết Con có ước cho họ vượt qua kỳ thi này hay không. Họ không biết rằng trong lúc này tại trạm xá Con đang chịu đựng những gì. Cậu vẫn còn bị trói trên chiếc xe lăn vừa sợ vừa khóc lóc và xin. Bất chợt có tiếng gió rít qua cánh cửa kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị. Nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, Con còn nghĩ rằng đám bạn mình cố tình hù dọa. Và rồi khi hồn ma tháo dây cho cậu thoát khỏi chiếc ghế, Con nghe được lời nói hãy xin một điều ước đi văng vẳng bên tai. Hồn ma thoát ẩn thoát hiện sau tấm rèm, còn chiếc xe lăn thì tự chuyển động. Trước sự kiện rùng rợn này, Con chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về lớp học. Tuy nhiên trên đường trở về Con đã bị ép vào tường. Mày có xin điều ước cho cả đám chưa? Bất chợt cả trường đều nháo nhào lên phát hiện một xác chết nam sinh sau phòng tập, mà xác chết đó chính là Bom, một trong bộ ba kẻ thường xuyên bắt nạt chàng thủ khoa. Nghe xong tin này ai nấy cũng đều bàng hoàng lo sợ, chỉ có mỗi Con là phá lên cười như điên, điều ước của tao thành sự thật rồi. A tức giận với Con hỏi rốt cuộc mày đã ước gì hả? Qua những gì bọn mày làm với tao thì thử nghĩ xem tao sẽ ước gì. Hóa ra Con đã ước cả ba đứa bắt nạt mình đều phải chết, và chắc chắn rằng cái chết của Bom chính là do hồn ma y tá trạm xá gây ra. Không ai có thể tưởng tượng được nạn nhân đã chết một cách đau đớn như thế nào, bị khăn vải trùng đầu lại và chịu hàng chục mũi khoan xuyên vào cơ thể. Ê liên tục đánh Con, vừa đánh vừa chửi tại sao mày lại làm thế với bọn tao. Sau đó vì sợ mình bị trả thù nên Ê lập tức cùng Min bỏ chạy. Nào ngờ vừa xuống cầu thang thì chiếc xe lăn đã đợi họ sẵn từ lúc nào. Giữa sự nguy hiểm thế này Min đã lựa chọn đẩy Ê xuống ghế bỏ chạy tự cứu lấy mình. Quả là bạn bè như cái bẹn bà. Bất chợt một bàn tay đen nhèm sờ lên má Ê. Phía bên ngoài Min vừa chạy vừa nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bạn mình mà càng thêm lo lắng. Tưởng rằng cô bỏ chạy khỏi trường sẽ thoát thân, nhưng rồi chiếc xe lăn cũng đã tìm tới bên cạnh Min. Cô bị giật tóc lôi đi cả một đoạn đường dài trong sự bất lực. Nhìn bên trên thì không ai thấy sức kéo đó là từ đâu, nhưng thử nhìn xuống vũng nước bên dưới bạn sẽ thấy đó là do một tay hồn ma nữ y tá gây ra. Kết quả của cả A và Min đều không ai chạy thoát được, họ chết thật thảm hại ngay trong khuôn viên trường học, nhất là Min khi phải treo mình trên giá treo của lưới bóng rổ. Sự việc rúng động đó đã khiến kỳ thi giữa kỳ bị hoãn lại. Các thầy cô giáo nhanh chóng kêu học sinh về nhà gấp tránh xa hiện trường vụ việc. Nhưng số lượng học sinh tò mò về ba vụ án mạng vẫn còn rất nhiều.
Họ cố nán lại hỏi thầy chủ nhiệm xem có thật sự là ba người bạn của mình cùng chết trong buổi sáng hôm nay hay không. Thầy giáo không giải thích gì nhiều, chỉ cố trấn an và khuyên họ hãy về nhà sớm. Trong khi ai nấy cũng đều lo lắng thì chỉ có mỗi con là bình tĩnh. Nhìn thấy thái độ dửng dưng đó của cậu, một nhóm nam sinh khác lại sinh lòng muốn bắt nạt. Họ không sợ, ngay tại chỗ đông người còn thản nhiên ném quả bóng đến làm đổ cả cốc nước vào người con. Ngay khi cậu có ý phản kháng và trù dập rồi các người sẽ có kết cục giống ba nạn nhân sáng nay, họ lập tức hùa theo hiếp đáp cậu. Mày thô lỗ quá nên không ai muốn giúp mày đó. Con chỉ mặt từng người rồi tao sẽ trả thù từng đứa chúng mày. Cậu ôm theo cơn tức giận của mình chạy đến trạm xá cũ. Lần này không ai ép buộc cả. Cậu tự nguyện ngồi lên chiếc xe lăn và ước sẽ trả thù cả lũ vừa rồi đã bắt nạt mình. Con đọc tên từng đứa ra xong mệt lả người ngủ thiếp đi. Bất chợt cậu bị đánh thức bởi một cú vuốt gáy đến từ hồn ma. Vẫn là tiếng cười quỷ dị ấy vang lên. Hồn ma y tá xác nhận đúng là ba nạn nhân hôm nay chết vì điều ước của cậu. Nghe thấy điều đó, con lộ rõ sự vui mừng. Cậu xin thêm một điều ước nữa, tôi muốn cả đám bắt nạt tôi phải chết. Thấy kêu ngon nên hồn ma y tá lập tức chốt đơn, nhưng lần trước khi giúp con xong hồn ma chưa nhận lại được gì cả. Vì đây là một cuộc trao đổi nên buộc lòng con phải trả giá. Cậu cầu xin cái chết thì phải trả một bộ phận của linh hồn sống, một xác chết đổi lấy một bộ phận cơ thể, và vật đầu tiên mà hồn ma y tá lấy trong cuộc trao đổi này chính là bàn tay của con. Thế nhưng nó cũng rất uy tín, nói rõ luôn ngay từ lúc này, bàn tay đó chỉ là cái giá cho ba cái xác lúc nãy. Còn với điều ước mới thì tổng cộng là 33 người. Liệu rằng với 33 xác chết thì con sẽ phải mất tiếp thứ gì đây? Cậu không tưởng tượng ra được sự kinh khủng của nó nữa. Giờ cậu chỉ mong cuộc giao dịch này lập tức dừng lại. Tôi không muốn ước nữa, tôi muốn rút lại điều ước đó. Dù có van xin như thế nào thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Hồn ma biến mất để đi làm nhiệm vụ mà nó vừa được giao. Bên ngoài chiếc xe lăn xuất hiện ở đâu thì nơi đó liền xuất hiện một xác chết. Tuy cách chết khác nhau nhưng họ đều có điểm chung rằng mỗi lần chết thì đều rất thảm. Không phải rơi xuống tầng lầu thì bị cướp bắn chết, cứ mỗi khi có người chết là trên cơ thể con lại mất đi một bộ phận. Ngay lúc này cậu lại nhớ đến khoảnh khắc mình bị bắt nạt ngày trước. Thay vì cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người thì cậu lại thô lỗ chửi mắng tất cả. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai muốn giúp, thậm chí cậu còn huênh hoang vì sự thông minh của mình mà mắng họ là đồ đầu óc bã đậu. Con khó khăn lắm mới bỏ được ra khỏi cánh cửa của trạm xa. Miệng cậu thều thào xin dừng lại đi, tôi chịu hết nổi rồi. Lúc đó hồn ma y tá quay về nựng nịu cậu một cách rất nhẹ nhàng. Đừng lo, ta sẽ không cho cậu thối rữa đến chết trước khi ban cho cậu 33 cái xác đâu. Thế rồi con bị lôi ngược trở vào phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc con phải chịu đựng sự hành xác cho đến khi cả 33 học sinh đều bị giết chết. Một thời gian sau mọi người phát hiện xác con ngồi trên chiếc xe lăn. Toàn thân cậu bốc ra mùi thối rữa thu hút lũ ruồi bu đến. Điều này cũng nói lên rằng hồn ma y tá đã hoàn thành xong điều ước, giúp con trả thù 33 bạn học đã từng bắt nạt cậu. Sự việc tưởng chừng như đã lắng đọng đi rồi thì một tốp học sinh mới vào trường lại tò mò vì lời nguyền đó. Họ kéo nhau đến trạm xá cũ và vô cùng hứng thú khám phá về chiếc xe lăn. Nghe đâu chỉ cần ngồi lên đó và bắt đầu ước nguyện, khi đó điều ước sẽ trở thành sự thật. Nội dung tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Qua đó mình nhận ra một giá trị rằng bất kể bản thân làm việc gì ác, dù là mục đích trả thù hay để mua vui thì đều phải nhận một cái kết đáng lòng. Vì vậy hãy sống tử tế với nhau, bởi vì quả báo chắc chắn sẽ không chừa bất kỳ ai. Việc top nữ sinh xuất hiện sau này tại trạm xá, các bạn có đoán được nội dung điều ước mà nhóm nữ sinh đó đã ước hay không? Nhớ để lại ý kiến ở bên dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.